Hello, xin chào quý vị các bạn. Thì hôm nay em Cường Lãng sẽ gửi đến quý vị và bạn một mẫu xe siêu lướt nha quý vị. Một mẫu xe cũng mới về bên em luôn. Đó là mẫu xe Toyota Vios G phiên bản 2021 nha quý vị. Thì phiên bản G là phiên bản cao cấp nhất, thì đã trang bị tất cả những option cao cấp đối với dòng Toyota Vios này, thì gồm có như là bóng đèn pha projector này, hệ thống đèn định vị ban ngày LED này. Đó. Và ngoài ra nữa thì xe này option cũng trang bị rất là nhiều rồi. Thì clip này em xin báo giá chi tiết cũng như là cùng quý vị bạn review chi tiết mẫu xe này nhé. Rồi mời quý vị bạn cùng đi một vòng xung quanh xe để chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của mẫu xe Toyota Vios lướt đời 2021 này nhé. Thì xe này mới chạy chỉ có 17.000 thôi. Và màu ngoại thất của nó là màu bạc, trang bị option cơ bản như là dán phim cách nhiệt này, che cửa mạ chrome này. Phía đuôi xe nó được trang bị camera xe luôn. Và xe mang biển số tỉnh, biển số Bình Phước nha quý vị, 93A15372. Đó. Đối với màu ngoại thất bạc là một màu cũng gọi là rất là phổ thông và cực kỳ được nhiều khách hàng ưa chuộng. Có thể chạy gia đình cũng phù hợp, cũng như là chạy dịch vụ cũng rất là ok luôn nha. Thì phiên bản G là phiên bản số tự động. Phía trong xe quý vị thấy này, phần vô lăng cũng như là ghế còn rất là mới. Nội thất thì hoàn toàn mới luôn, xe này mới tới trên 90% nha quý vị. Em cũng chia sẻ sơ bộ một chút về cái xe này. Thì hộp số của nó là hộp số tự động CVT, chuyển cấp rất là êm ái và giúp tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị. Hộp số tự động CVT là tương ứng với lại 7 cấp số ảo luôn. Đó, hàng ghế phía sau này cũng rất là mới quý vị thấy không? Và đó là chất lượng gần như là một cái xe mới luôn rồi. Đó, và hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá là 485 triệu nha quý vị, một mức giá cũng rất là yêu thương. Đó, về keo chỉ của xe này thì quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm nha, keo chỉ còn nguyên zin 100% này. Và cũng như là em sẽ mở lắp capo cũng như là mở về cốp sau quý vị coi. Đây, anh quay cốp sau rồi mở. Thì xe này bên em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị. Sơn zin quý vị hiểu rồi. Và bánh sơ cua đây, chưa hề chạm bánh luôn nha. Đầy đủ đồ nghề, tay quay, con đọi. Đó, và em tặng thêm cho mình cái bao tay lái rất là xịn sò ở đây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khoang động cơ của nó. Thì đối với dòng Toyota Vios thì khoang động cơ của nó sẽ động cơ 1.5 lít nha quý vị. Đây, về lắp capo thì keo chỉ nguyên zin này, rồi lắp ốc lắp capo chưa hề tháo ra nha. Đó. Xe rất là đẹp. Đây, khối động cơ là đua VVTi 1.5 lít. Rồi, thì em xin phép tổng hợp lại mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios đời 2021. Xe chạy được 17.000 nha, rất là cọt đúng không ạ? Xe biển số tỉnh, ngoại thất là màu bạc và giá chào bán là 485 triệu. Thì nếu mà quý vị bạn quan tâm mẫu xe này thì có thể liên hệ qua em Cường qua số điện thoại là 0979393635. Thì giá em chào đây là chúng ta có thể là tới xem xe thì em sẽ có thể là chúng ta có thể thương lượng và làm việc về giá nha. Bớt mạnh cho đối với dòng xe này nha quý vị. Rồi thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Xem video đừng quên bấm một like và đăng ký ủng hộ cho em nhé. Xin cảm ơn quý vị các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.